Chú ký vào đây rồi nhận tiền. Biết tính anh rồi này, rất hiền và quân tử. Dạ. Chú chậm một ngày ấy, dạ, thì anh có thể châm trước cho được. Đấy. Dạ. Này. Dạ. Nhưng mà ấy, dạ, ngày thứ hai, vâng, mà anh xin chú một tay. Ngày thứ ba, mà anh xin chú một chân. Mà đến ngày thứ tư ấy, mà anh chuyển sang nội tạng. Ôi giời. Thế là tim gan phèo phổi là đi hết đấy. Tùy chú chọn. Dạ thế thì em cũng khắc cốt ghi tâm là nhớ nhớ đấy. Gai cho anh 100 củ của chú đấy. Chắc chú có cần kiểm tra, chú kiểm tra. Thế anh thì cái mặt anh cũng đáng tin lắm. Thành thử là thôi, không phải đếm. Dạ. Thôi muốn gì thì anh cũng chúc mừng hạnh phúc cho cô chú. Dạ. Mà chú phải làm đám cưới thật hoành tráng nhá. Dạ. Cho bà con lạc mặt. Chào anh. Thôi, anh chào chú. Dạ. Anh về. Mày nói là mày cho tao vay tiền để thuê Lamborghini đi. Cho mày giới thiệu với tao là hai mà đầu to hơn gấu đi. Hả? Em chỉ làm gì có tiền. Kể cả thêm tiền của chị Tú với anh Xỉu cũng không đủ tiền thuê hai cánh cửa xe. À. Với lại là anh yên tâm đi. Nhà trai nhà gái hàng ngàn khách, họ mà đi đủ anh là dư sức trả nợ. Với lại em với anh Xỉu đã tính toán kỹ cho anh rồi. Tao mong là hôm đấy là mọi người tới dự đông đủ. Chứ nếu không thì tao chết mày ạ. Chứ tao nói thật với mày, lúc nãy ký vào cái giấy biên nhận kia kìa, tao còn căng thẳng, còn hại não hơn cả ký vào cái giấy đăng ký kết hôn mày ạ. Anh yên tâm, chắc chắn mọi người sẽ tới. Hôm đấy có mưa đá hay là động đất đâu mà không tới. Với lại là em đã xem kỹ lắm rồi. Hôm đấy trời quang, mây trắng bay lững lờ, ngày đã đẹp. Thôi rồi, anh cứ yên tâm đi. Tao và cả họ nhà tao mong rằng lời nói của mày là đúng. Anh ơi, chồng giúp anh ạ. Cái thằng này, dạ, con mồi đấy à, đứng lên chỉnh đốn trang phục rồi đến tiệc cưới thôi. Anh nói cho mày biết nhá, tiệc cưới hôm nay nhá, có Bào Ngư này, có Vi Cá Mập này nhá, khách khứa ấy, hàng ngàn người. Mình mà đến chặn một cái ấy, không có chỗ ngồi đâu. Tự nhiên anh tư vấn cho ông Phú Chim cái gói cỗ nó sang lên, làm em lại phải bỏ phong bì nặng à, buốt hết cả ví này này anh này. Ôi giời ơi, đời chỉ có một lần cưới thằng cu em, nó ế vêu mỏ lên suốt. Giờ có cỗ lăn ấy là may rồi nhá, lèm bèm cái gì nữa. Đi. Anh, ôi dồi, hai anh ơi, ông Phú Chim nhà em mất tích rồi ạ. Ô cái con bé này, sao giờ này còn ở đây hả? Lamborghini đâu, tại sao không đi chạy bộ làm gì hả? Ôi dồi ôi, Lamborghini đang ngoài cống thối kìa. Tập này em nói thật với anh, xe bò hay Lamborghini em không quan tâm đâu. Mà em nói thật với anh nhá, không hiểu tại sao anh Phú Chim anh lại mất tích vào cái giờ này đúng chứ. Mất tích là mất tích thế nào? Em cứ bình tĩnh kể từ đầu đến cuối cho anh nghe. Lúc em gặp nó lần cuối cùng ấy là lúc mấy giờ, ở đâu? Buổi sáng anh có thấy nó đi thử vét với thằng Quang Cò đấy cơ mà. Thì đấy, sáng nay cái lúc mà đưa em đi thử váy đấy, xong rồi còn make up các thứ, tự dưng em thấy có hàng trăm cuộc gọi điện thoại đến anh ạ. Cáo lỗi bảo là không đi đám cưới được. Thì xong rồi em thấy mặt ông ấy xám ngoét đó, xong rồi mất tích luôn anh ạ. Thôi chết rồi, sao khách lại cáo lỗi không đi? Hôm nay trời nắng đẹp như thế này anh. Có mưa bão gì đâu nhỉ? Ừ nhỉ. Vâng. Bão anh ơi, hôm nay ý, thấy bảo là có trận bóng đá của Việt Nam, nên thành ra mọi người đi bão hết rồi. Ôi trời ơi, thế là vỡ nợ rồi Phú Chim ơi. Đời chỉ có một lần.